Với kinh phí hơn 100 triệu đồng vận động, chương trình tủ sách Đinh Hữu Dư đã mang đến hàng nghìn cuốn sách và sân chơi mơ ước cho 4 điểm trường khó khăn vùng sâu vùng xa, huyện Krông Ba, Gia Lai vào giữa tháng 4 năm 2021. Chương trình đã để lại ấn tượng nhân văn sâu sắc trong lòng người dân Krông Ba cũng như thế hệ học sinh nơi đây. Hơn 3.500 cuốn sách truyện phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi thuộc tủ sách Đinh Hữu Dư cơ bản giải được cơn khát truyện của hơn 1.000 học sinh người dân tộc Gia Rai hiếu học tại huyện đặc biệt khó khăn Krông Ba. Ngoài ra, các em cũng được trao tặng một sân chơi mơ ước gồm các thiết bị đồ chơi ngoài trời như bập bênh, xích đu, thang dây, đu quay, cầu trượt. Với cái nguồn truyện mà được các anh chị đoàn thanh niên lựa chọn rất là kỹ lưỡng, phù hợp với lại cái đối tượng học sinh. Tủ sách Đinh Hữu Dư lần đầu tiên về với khu vực Tây Nguyên đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các em nhỏ vùng khốn khó. Bọn con không có sách, không có đồ chơi. Bây giờ thì cô chủ mang sách đến đây cho chúng con đọc và mang đồ chơi đến đây để chúng con chơi rất là vui. Tủ sách Đinh Hữu Dư là chương trình thiện nguyện mang tên nhà báo trẻ Đinh Hữu Dư, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái bị lũ cuốn khi tác nghiệp vào tháng 10 năm 2017. Hình thành từ năm 2018, chương trình thúc đẩy việc đọc sách, tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu vùng xa mọi miền đất nước. Qua các chương trình tủ sách thì cũng vận động được thêm các mạnh thường quân để hỗ trợ cho các em thêm những khu vui chơi, rồi thêm những cơ sở vật chất, bố trí thêm cho trường những cái quạt, rồi cái bàn ghế tủ. Thì khi mà có thể nói là lần đầu tiên các em được chơi một cái trò đu quay, được chơi cầu trượt. Thời gian tới, tủ sách Đinh Hữu Dư tiếp tục đến với các em học sinh vùng dân tộc thiểu số khác để giúp các em thực hiện những ước mơ hoài bão, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.